bây giờ là ghé chị Diễm mua đồ phải không? Rồi giờ là sáng đông quá phải không? Rồi bây giờ là ghé chị Diễm mua đồ xong rồi đáo về mình mua cà phê sữa. Cà phê sữa. Dạ dạ. Giờ trên đây vô đây giờ chắc vắng hay vắng khách rồi. Ôi, chị ơi. Nay có lên mạng nữa chưa? Hôm qua thấy đỡ nữa. Dạ đông quá mày ơi. Ngồi đứng đây kêu đi. Đây 36 nè. Vô đi vô ngoài mua đi, ngoài mua đi. Dưới đó 13. Rồi, mua cửa tối này có ai? Mua mứt hay gì ngoài? Mứt gần đi. Mứt gần đi. Giờ giờ dắp té nè. Ui dạ. Đây 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 cho gửi. Nè đưa đi rồi họ tính tiền với ngoại. Ngoại có lấy nhang không? Rồi mua bánh cho mua mứt gừng đi khỏi khỏi mua bánh in mua mứt gừng đi nè nè cưng đang bịch mứt gừng để ngoại đi đấy Vina cà phê Vina hai cà hai Sài Gòn vắt đắp luôn cái đó nữa rồi để con vô mấy liền. Ngoài lấy bánh tráng luôn không? Cà phê phố. Nét cà phê. Nói gì? Ngoại mua ống khói không? Không, có ống khói rồi. Ngày mơ giao thừa con lên lì xì con nha. Minh lùn tới một tay mới về. Rồi xong chưa ngoại? Tính tiền, tính tiền, tính tiền. Mua kẹo hả? Nè đây bỏ đây mày. Rồi đem út có tính tiền là trả tiền là tao trả tiền rồi. Tao tao có tiền rồi. Khỏi tiền út ơi mày để tao trả tao có. Tính vô tính vô tính vô cho chị qua tính tiền. Chị tính tiền giùm em cái này nữa. Ngoài làm gì mua dầu hả? Mua dầu nhà nhóc mà mua chi nữa? Rồi bên tay trái, bên tay trái, bên tay trái, bên tay trái. Nước vô lửa nhiêu chị? Để con rong ra ngồi ghế nghỉ đi. Ngồi đựng địch nghe. Mua bánh anh không? Mua bánh anh luôn không?
tu cha vậy ai đi được đi được thôi. Ngộ ha. Dạ, rồi cảm ơn. À cháu ta giờ đi về đi mua cà phê nữa. Hết ngày luôn rồi. À, giờ cà phê đóng cửa rồi. Bà đóng cửa rồi, đâu có thấy đâu. Thôi mình đuổi láo mày. Rồi đeo găng lên dẫn xe lên về. Ủa mấy năm đâu mất rồi. Con để bên đây. Đó. Rồi ngoài đi mua cà phê nữa. Đây 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 ngoài, đưa ca đây. Đưa ca đây con dẹp. Rồi xong. Đó. Rồi tới luôn. Xe điện ta đem tới, lên lời tới, người ta đem qua tới. Hả? Rồi. Hết rồi. Rồi đi gọi lúc thôi cưng. Hết rồi. Hết tắm rồi. Rồi đi đây gọi lúc đi cưng. Ra đây, đây. Nhiêu tiền hả? Nhiêu? Nhiêu? Dạ Nguyên làm gì? Vợ chồng trong cái bọc cánh cà. Đâu có tắm đâu. Ngoài rau khô, rau dẻo. Dạ. Con hoài. Dạ, cảm ơn. Ngoài mua hết luôn. Hết luôn cái tiệm người ta luôn cả nhà. Đi mỗi cái một chút vậy đó. Rồi, cảm ơn. Rồi xong. Đây gạo lứt để dưới đây. Này hoành tráng quá. Leo lên. Con đường quen thuộc của chúng ta từ nhà đến trường. Quẹo lửa. Rồi rớt nữa, ai hái rớt xài nữa kìa. Chưa từ từ ngoại. Trời đất ơi, lấy đá thằng Dục vô hả ăn. Rồi ngoài xuống đi rồi vô nhà đi con nơ đồ vô. Đây, hôm nay ngoại đi như đây đồ ăn. Ai kiếm ngoại rồi đó. Nhí kêu đó. Chắc ai kiếm ngoại á.
Đồ ăn đồ uống gì tùm lum tùm la, ông nội cho đồ cho tôi, hay là túi làm tiền cái nào trời, túi làm tiền còn cái nào, bánh trái gì giống gì rồi xong, bánh bao mua ra cây, con đâu biết đâu cô, con mở trong tủ ra ngoài hết rồi đó, rồi xong ăn túi rồi đem túi về ăn, thôi được rồi ăn về, không ăn gì ngoài nghỉ mệt đi, bánh bao để ra ngoài ăn chiều. Nè, đóng cửa lại. Mày uống cà phê đi, uống cà phê đi. Uống thôi. Đi. Uống còn như tao. Uống từ sáng giờ uống với dạng bán không được luôn á. Coi nè bánh ướt nè. Rồi, xong. Đừng thèm nữa nè. Tao nó có đầy đủ hết trơn. Kẹo nữa. Kẹo nè. Hả? Rồi. Ơ ông nội ra thôi. Rồi, đóng cửa lại ngoài nghỉ mệt đi. Nằm nghỉ mệt đi. Đường muối đầy đủ hết trơn, tao sắm đầy đủ hết trơn rồi. Thôi ngoài đi mệt đi. Nữa, tao không có đi con nữa. Con về à? Ừ. Nó trời ơn mấy Nguyền nó. Xong rồi nó nay đi chợ quá trời rồi. Rồi mua hết cả triệu bạc, 500-600 ngàn. Rồi. Trong ít chứ, 500-600 ngàn. Anh chịu sẽ không tới chứ 500-600 ngàn. Này, này, nên tao lớn, tao lớn. Này, tao lớn. Nên mình đừng tao lớn ngoài. Thôi. Mười cảm ơn con nhiều lắm. Hôm trước tao gặp mày, mạng tao lớn có đất trời Phật thương cho mày, thương tao giúp cho tao, à, mà biết thương tao mừng lắm, mừng đất nước bác thiệt đó thiệt, lòng sao miệng vậy chứ không nói qua nói lời đâu không lại đâu, thiệt tình lắm, thiệt tình lắm, à, thiệt đó, anh tất lắm, bằng thật lắm. Nay chủ nhật, nay chủ nhật, thôi được rồi, được rồi, được rồi, mà nhìn con một cái chữ, người mời cảm ơn con, cầu chúc gia quyến mạnh khỏe, nội ngoại bình yên, may mắn được mua bài bán đắt, phước đức con, mình là phải gặp phải là dần thần thánh du thần dần ngõ nha con, mình tin tưởng thì có rằng là con tin tưởng đời nào cũng như đời này, biết ăn tới là tới đâu biết sao, đâu sợ là sức, năm nay tao yếu quá. Rồi mà ăn uống gì không có được nhiều. Rồi có uống mà cà phê nhiều chứ không có ăn gì được nhiều. Rồi bây giờ là nằm nghỉ mệt đi, ngủ đi. Thôi con về nha, ngoại nghỉ mệt nha. Con mồ hôi nè. Rồi, bây giờ cảm ơn nha. Mai tao rồi nè. Quét dọn lau chùi lấy thờ rồi. Nhang đèn rồi, hai nữa ta nuôi. Cũng cúng trời Phật chứ thần thánh chứ ông bà. Rồi ngoại nha. Rồi. Giữ sức khỏe nha. Rồi. See you again. Yeah, yeah. Rồi. Tròn năm tròn tháng rồi được bệnh khỏe phước đức rồi. Mừng rồi. Dạ. Rồi. Con về. Gì ăn? Thì bây giờ là mình xin về, xin phép cả nhà mình về nha. Rồi một lần nữa mình chân thành cảm ơn quý mạnh thường quân, quý khán giả đã ủng hộ và theo dõi kênh của quý vlog và các miền Tây. Và mình chúc quý mạnh thường quân, quý khán giả một năm mới dồi dào sức khỏe. Bye bye, see you again.